các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú một dự án mà minh tú chọn để khởi đầu năm 2023 các bạn thân mến chúng ta lại gặp lại nhau trong tâm thế mà minh tú có rất là nhiều nỗi lòng cũng như là nhiều tâm sự muốn chia sẻ cùng với các bạn trước khi mà quay tập này á minh tú đã đứng trước gương và đặt cho mình rất là nhiều câu hỏi và tự chất vấn bản thân của mình Minh Tú tin chắc rằng là không chỉ riêng Minh Tú đâu, đây là một cái thói quen mà các bạn trẻ cũng thường gặp phải và chúng ta thường gặp phải khi mà chúng ta có nhiều tâm sự, nhiều nỗi lòng uh, về những cái vấn đề như là tự ti về bản thân nè, hoài nghi về khả năng của mình hoặc uh, lo lắng cho tương lai của mình, cũng như là đôi khi là mình sẽ bị hơi chạnh lòng khi mà mình nhìn thấy sự thành công của người khác. Tập ngày hôm nay á, uh, nó sẽ đặc biệt hơn một chút xíu là Minh Tú là người đang trải nghiệm cái cảm xúc đó Và không ai khác Đó chính là một nhân vật mà Minh Tú đã có cơ hội làm việc chung Tại Đại sứ Hoàng Mỹ 2020 Dược sĩ Tiến yeah, Xin chào Minh Tú à, Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của Minh Tú Cũng như là quý vị khán giả của Nhật ký Ban Công Uh, ngày hôm nay là cái lần đầu tiên uh, Tiến được đến đây ngồi nói chuyện với Tú trong một cái không gian rất là ấm cúng và ngồi ghế sofa dựa thế này, ngồi ghế dựa vậy thật ra rất là thoải mái, cái việc mình chia sẻ nó nó bớt cái phần trịnh trọng rồi, lúc đầu mà đi tới đây là cái tâm lý là giống như là đi chuẩn bị đi thuyết trình này nọ vậy đó, nhưng mà vào đây thì, thì cái không gian nó thoải mái cho nên là mình cảm thấy là mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng, cái cuộc nói chuyện của hai anh em cũng ấm cúng hơn và có lẽ anh nghĩ là đây là cái buổi mà hai anh em mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều nhất từ trước tới giờ em thì có làm việc với anh nhưng mà mình chưa có một cái cơ hội để mà có thể giao tiếp gần hơn ừ. cũng như là chia sẻ những cái cái câu chuyện mà nó sâu xa hơn về đời tư cũng như là những cái nỗi niềm thầm kín của em cái vấn đề này á em cũng suy nghĩ rất là kỹ và uh, khi mà em sẽ suy nghĩ ra một vài người mà em nghĩ rằng là với cái chủ đề này em có thể ngồi chung và lắng nghe được cái câu chuyện của của khách mời đó và có thể giúp em cũng như các bạn có những cái nhìn nhận nó lạc quan hơn ừ. uh, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà đến đây tham gia cùng với em với tập lần này tại nhật ký ban công em thì biết anh cũng khá là lâu rồi ừ. từ nhiều cái chương trình anh tham gia trước đây nhưng mà em bắt đầu ấn tượng với những cái lần mà anh chuyển mình ừ. có thể nói là anh uh, trải nghiệm rất là nhiều cái uh, nghề khác nhau, cái tài năng khác nhau em cảm thấy là anh là một người không ngại trải nghiệm, không ngại học hỏi để dấn thân và khẳng định bản thân của mình trong cái giới uh, nghệ thuật hay là mình gọi là giới showbiz thì anh nghĩ là anh có phải là một người tham vọng đối với anh á uh, anh vẫn luôn thấy vui cảm thấy may mắn và tự hào khi mà ở mỗi một cái giai đoạn trong cuộc đời của mình á anh có một cái tham vọng khác nhau Ờ, đối với anh tham vọng nó không phải là cái điều gì xấu xa cả bởi vì cái lòng tham nó chính là cái động lực cho xã hội phát triển nếu như mà con người mình hài lòng với cái xe đạp sẽ không có xe hơi nếu mà mình hài lòng với cái đèn dầu sẽ không có đèn điện nếu chúng ta hài lòng với những phương tiện đi bộ sẽ không có máy bay ý anh nói là như vậy nghĩa là đối với anh anh cảm thấy mình may mắn khi mà cái sự tham vọng của mình nó cứ mỗi ngày nó một mỗi, mỗi có thêm một cái lòng tham mới và chính cái tham vọng đó nó giúp anh dấn thân vào những cái lĩnh vực mà có thể là trước đây anh chưa từng tham gia và nó giúp cho anh có thêm nhiều cái trải nghiệm mới cũng như là mình biết là à mình sẽ cần phải học cái gì, mình sẽ cần phải phát triển bản thân mình như thế nào để mà mình có thể tham gia vào một cái lĩnh vực mới mà mình sẽ làm ra một cái gì đó nó nên trò nên trống trong cái lĩnh vực mà mình sẽ dấn thân vào sắp tới. Thì uh, anh hy vọng là uh, cái sự tham vọng của mình nó sẽ còn hoài. Nó sẽ còn hoài còn hoài để mà anh sẽ có thể tiếp tục liên tục dấn thân mình vào những cái lĩnh vực tiếp theo tiếp theo nữa trong tương lai. Ngoài tham vọng ra thì em từng nghe anh chia sẻ là anh là một người rất là cứng đầu và lì lợm. Ừ. Thì anh nghĩ những cái điều đó có phải nó sẽ giúp cho anh có một cái cái nền tảng vững chắc để mà đi con đường dài trong lĩnh vực nghệ thuật không? Lì lợm là nó như vậy nè. À, hồi xưa đó là mỗi lần mà anh lên nhà bà nội anh á, thì là ba với mẹ hay cản là ừ con ơi, cái dạng máy may đó, đó là đừng có lợi thọt tay vô, kim đâm, lũng tay thì cứ nhất quyết là đợi ba mẹ đi khuất là lấy ngón tay thọt vô nó đạp cái bàn đạp cho kim nó đâm vô ngón tay một cái đau rồi mới biết sợ thì tới khi anh lớn mọi thứ nó vẫn như vậy à, khi có ba mẹ bên cạnh nó là con ơi chuyện nó không nên làm sẽ thất bại đấy vẫn lì lợm mà làm rồi kể cả trong cái việc mà vừa rồi anh làm phim đi chẳng hạn thì uh, các anh chị bên nhà phát hành họ cũng có những cái kinh nghiệm họ đã làm mấy chục năm rồi có những người làm hai ba chục năm trong ngành rồi họ cũng khuyên là ừ tiếng ơi em nên làm cái này làm cái nọ làm cái kia nhưng mà anh vẫn lì lợm là anh không thích nghe theo anh muốn làm theo tự ý mình và cuối cùng anh nhận ra là nếu như anh nghe lời họ thì anh đã sẽ có những cái thành công lớn hơn so với cái thành công mà anh đã đạt được trước đó rồi tuy nhiên cái sự lì lợm này bên cạnh những cái thiệt thòi mà nó có thể mang đến cho mình á thì nó cho anh những cái bài học mà mình tự rút ra được và mình sẽ hiểu rõ hơn rằng là à khi thọt tay vô cái bàn máy may thì cái đau đó là nó đau như thế nào nếu mà anh không thọt tay vào để mà anh thật sự anh trải nghiệm cái cảm giác đau đó một lần á thì mãi mãi anh chỉ biết đó là một cái điều không nên làm thôi Mà anh sẽ không hiểu lý do tại sao Và chính anh Nếu như anh chỉ biết nghe lời ba mẹ rằng là anh Đừng thọt tay vô cái dàn máy may đó Thì sau này anh chỉ biết né cái dàn máy may thôi Và anh sẽ gặp những cái chuyện tương tự Hay những vật nhọn tương tự khác Anh sẽ không biết đường mà né tránh Cho nên anh nghĩ là Cái sự lì lợm bên cạnh nó sẽ cho mình những cái tổn thương Những cái mất mát uh, Những cái đau đớn nhất thời mà đích thân mình phải trải nghiệm trong khi người ta đã trước rồi thì bên cạnh đó mình cũng sẽ tự mình rút ra được những cái bài học để tự mình sẽ biết cách né tránh và xử lý những trường hợp tương tự khi mà không có những cái người như ba mẹ hay người đi trước bên cạnh để khuyên bảo mình nữa thì anh nghĩ đó vừa là mặt lợi mà nó cũng vừa là mặt hại nhưng mà anh cảm thấy là tới thời điểm hiện tại uh, khi mà anh ở một cái uh, tâm thế là anh cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình thì anh biết rằng là à, tất cả những cái điều đau đớn và những cái mất mát mà anh đã trải qua nó đã góp phần tạo nên anh ngày hôm nay. Em nghĩ là bản thân của em cũng như là tất cả các bạn cũng đã có cơ hội để mà biết về sơ sơ về cái hành trình của anh từ khi mà anh làm kinh doanh cho đến khi anh dấn thân vào showbiz. Nhưng ở đây em sẽ muốn nghe anh chia sẻ kỹ hơn là lý do vì sao anh quyết định chuyển hướng từ một người kinh doanh đi vào showbiz trong khi mà cái thế giới showbiz nó rất là phù phiếm, nó rất là phức tạp, nó rất là nhiều cung bậc cảm xúc. thật ra không phải là anh rẽ hướng từ kinh doanh sang showbiz mà thực chất là từ ban đầu anh rẽ hướng từ nghệ thuật sang kinh doanh trước. Nghĩa là ở cái thời điểm mà anh thi đại học, anh đứng giữa hai cái lựa chọn. Lúc đó thì anh may mắn được gặp thầy Quốc trụ lúc đó là trưởng khoa âm nhạc của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. À, thì cô của anh ở Cần Thơ dắt anh vào gặp thầy thì thầy thử giọng thầy cũng thấy là anh có khả năng và thầy cũng nói là ừ tiếng có thể thi vào trường nhạc được thì lúc đó anh đứng giữa hai cái sự lựa chọn là mình sẽ thi trường nhạc theo đúng cái đam mê cái sở thích của mình hay là mình sẽ học một cái ngành nghề gì đó khác. Và lúc này thì anh là phải nhìn xung quanh, anh quan sát xung quanh rồi quyết định rằng là mình sẽ cần phải có tiền để có thể làm nghệ thuật một cách tự do nhất. Bởi vì đối với anh nếu mà mình làm một cái đam mê mà mình thực hiện nó vì cái mục đích cơm áo gạo tiền á thì lúc đó nó sẽ không còn đơn thuần là đam mê nữa và đôi khi mình sẽ bị kiệt sức trong chính cái đam mê của mình. Cho nên là anh anh quyết định là thôi, thay vì người ta bắt đầu với nghệ thuật thì tôi sẽ bắt đầu bằng một ngành khoa học và cuối cùng là anh chọn ngành dược. Và anh quyết định là anh sẽ đi với dược để mà cái ngành dược này cho anh được một cái nền tảng tài chính tương đối ổn định. Thì sau đó khi anh cảm thấy là a à, cái công việc chuyên môn của anh nó đã tương đối ổn định rồi và anh đã có cái nguồn thu nhập tương đối thoải mái để có thể làm nghệ thuật theo đúng ý thích của mình rồi thì lúc đó anh mới bắt đầu làm nghệ thuật có nghĩa là anh bắt đầu muộn hơn so với tất cả người khác khoảng 10 năm cái niềm đam mê và cái sự yêu thích của anh đối với các ngành nghệ thuật nó đã có từ trước đó rồi và khi mà trong những cái thời gian mà anh học ở trong trường đại học đó, thì anh cũng tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ rồi đi thi cái này cái nọ cái kia thì anh vẫn luôn nuôi dưỡng cái tình yêu đó và cho tới khi cái thời điểm gần đây là cái thời điểm mà anh nghĩ là anh bắt đầu có thể bước vào nghệ thuật làm việc với nó một cách nghiêm túc và sẽ xem thử coi coi là cái đam mê mà mình đã delay mình đã trì hoãn nó 10 năm trời đó bây giờ mình bắt đầu với nó mình sẽ làm được gì khi mà anh bước vào con đường nghệ thuật anh có thích nó không tất nhiên là phải rất yêu thích rồi bởi vì ở cái thời điểm hiện tại thì sẽ không có ai hay không có thể bất cứ điều gì có thể khiến anh có thể làm một cái điều mà mình không thích nữa cả cho nên là cái con người của anh trong nghệ thuật nó mới là con người thật của anh cho nên nhiều khi các bạn khán giả hoặc là mọi người hay thắc mắc là ừ, tại sao cái ông này ổng đi thảm đỏ là luôn mặc đồ thế này thế nọ thế kia, luôn làm những cái trò lố lăng thì mọi người cũng phải thông cảm cho tiến bởi vì uh, khi mà tiến làm một cái con người trong khoa học á bước vào phòng thí nghiệm hay, hay chẳng hạn như lúc trước là tiến làm giảng viên trường đại học y cần thơ đi thì khi mình đi làm áo sơ mi, quần tây, thắt cà bước vào phòng thí nghiệm áo blue áo à, bảo hộ mình không có điều kiện và cơ hội để được mặc những thứ trang phục mà mình yêu thích bởi vì khi mà mình bước vào phòng thí nghiệm hay là mình đi vào cái công việc chuyên môn mà mình mặc những cái đồ như thế nó không phù hợp và đảm, nó không đảm bảo được an toàn lao động cho mình và cho những người xung quanh. Vậy thì những cái thời điểm mà khi Tiến bắt đầu vào showbiz và Tiến đi tham dự các event, các sự kiện đó là những cái nơi mà người ta khuyến khích khách mời đi thảm đỏ bằng những cái bộ trang phục lộng lẫy thì đó chính là cái cơ hội tiếng được thể hiện cái cá tính của mình thông qua những cái bộ trang phục mình được thể hiện cái sự nổi loạn mà nó đã bị kìm nén lại gần một chục năm trời không được mặc những cái bộ đồ như vậy thì bây giờ đó là cái lúc mình thể hiện vậy thì um, nếu mà tất cả quý vị khán giả hay là tất cả mọi người mà có trách tiếng á thì cũng thông cảm cho tiếng chút xíu có nghĩa là à ít ra thì tiếng cũng biết được rằng là mình nên mặc những bộ đồ đó ở những cái thời điểm như thế nào rồi em hỏi anh thích không á thì tất nhiên là em sẽ biết cái câu trả lời của anh thích nhưng mà khi mà anh ngày trước á là anh đam mê với nghệ thuật, nhưng mà khi anh đi vào con đường nghệ thuật đó thì bên cạnh những cái điều khen thì em thấy được là anh nhận được rất là nhiều những cái chê bai ừ. hoặc là chỉ trích hoặc là áp lực của mọi thứ xung quanh thì anh còn thích không? Nói thiệt là chính những cái lời chê bai đó đó nó mới giữ được anh tới ngày hôm nay trong nghệ thuật. Bởi vì anh muốn chứng minh. Đúng rồi con người mình ai cũng có cái sự gọi là cây cú ai cũng có cái sự hơn thua và trong các nhu cầu cơ bản của con người thì một cái nhu cầu cao nhất đó là cái nhu cầu khẳng định bản thân vậy thì anh nghĩ nha anh tưởng tượng một cái tình huống là nếu anh sinh ra anh đến với nghệ thuật nó quá đơn giản anh có sẵn tài năng anh có sẵn sự tài giỏi anh có được sẵn sự công nhận đôi khi anh sẽ cảm thấy nhàm chán với điều đó và anh sẽ không có được cái sự yêu thích và đam mê đam mê với nghệ thuật như anh có bây giờ bởi vì anh đến với nghệ thuật nó quá khó khăn cho nên anh phải trân trọng từng giây, từng phút, từng thành quả, từng thứ mà mình làm được đối với nghệ thuật. Và anh luôn bị cây cú bởi những cái lời mà người ta chê bai mình. Anh sẽ không có lên đáp trả lại bằng comment hay bằng bất cứ một cái gì cả. Nhưng anh sẽ trả lời cho những cái lời chê bai đó bằng hành động và kết quả mà anh đạt được thì anh quyết tâm rằng là à bây giờ bạn chơi tôi thế này thế này thí dụ bạn nói tôi là ừ tôi diễn không được phải không thì tôi sẽ gắng học và tôi gắng làm phim một bộ phim tôi diễn chưa được thì hai bộ phim hai bộ phim chưa được thì tôi diễn tới mười bộ phim tới khi nào mà mọi người sẽ hiểu được rằng là tôi làm phim không phải chỉ làm chơi chơi mà tôi làm nghiêm túc và ở bộ phim thứ nhất tôi chưa giỏi thì bộ phim thứ mười tôi đã phải tiến bộ hơn những bộ phim trước đó rồi nhưng mà trong một cái thời gian ngắn mà anh làm chuyển rất là nhiều hướng trong nghệ thuật nói chung từ uh, host ừ mentor, giám khảo, nhà tài trợ, xong rồi diễn viên, rồi giờ làm đạo diễn. Anh có cảm thấy là mình tham không? Tham chứ. Rất tham luôn đấy. Nhưng mà tất cả những cái đó đó, tôi biết ông nó nó bổ trợ cho nhau. Nó sẽ có cái sự liên quan. Và tất cả những cái điều này, anh nói ví dụ như cái việc mà anh ngồi, anh làm giám khảo của những chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là ngồi những vòng casting. Tú sẽ thấy là khi mà một ngày mình được tiếp xúc với 50, 100 con người khác nhau đứng trước mặt mình để mình cast các bạn ấy sẽ có kinh nghiệm đi casting, còn bản thân anh trưởng thành từ cái việc ngồi làm giám khảo, bởi vì mình sẽ nhận ra được rằng là a à, những cái, những cái con người này phía trước mặt mình họ khác nhau như thế nào và cái điều gì khiến cho họ đứng ở đây và cái điều gì khiến cho họ đi xa, cái điều gì đang cản trở họ ở lại, vậy thì chính anh cũng đã trưởng thành và nhìn ra được những cái điều chưa tốt của mình thông qua các bạn thí sinh đang đứng cast trước mặt mình, thì anh lớn lên từng ngày thông qua cái việc ngồi làm giám khảo như vậy, vậy thì tất cả mọi thứ nó chỉ nằm ở cái chỗ là cái ốc quan sát và cái sự phân tích của mình thôi và khi mà mình quan sát được mình phân tích được thì anh nhận ra một điều nghệ thuật nó cũng là một ngành khoa học vậy thì anh áp dụng tất cả những cái phương pháp tư duy mà mình đã làm bên khoa học anh áp dụng qua nghệ thuật nó cũng là cái óc quan sát cái ốc phân tích rồi sau đó mình sẽ biết là à cái nào nên làm cái nào không nên làm cái này dở tại sao nó dở cái kia sai tại sao nó sai cái này đúng tốt hơn giỏi hơn tại sao nó là như vậy mình tìm ra cái câu trả lời và cái việc mà anh ngồi anh làm giám khảo anh đưa ra cái lời dẫn xét và anh cho các bạn biết được cái lý do tại sao bạn này kém hơn bạn kia tại sao bạn kia tốt hơn bạn nọ nó cũng chính là cái lúc anh đang áp dụng cái tư duy khoa học của mình để phân tích tất cả những cái điều đó thì khi mà ngồi làm giám khảo khi ngồi làm host thì chuyển qua làm sáng đạo xuất, diễn nhà sản xuất nữa ờ, nó tất cả nó cũng là xem xem như vậy bởi vì sao khi mà mình ngồi mình làm một cái nhà mình làm một nhà sản xuất mình đầu tư một cái phim anh vào anh xem một cái quy trình vận hành của một cái ekip làm phim đó là lý do tại sao mà mọi người hay hỏi là à tiếng tại sao tiếng không uh, mời một cái ekip thật là chuyên nghiệp rồi mời một đạo diễn thật là giỏi thật là tên tuổi để làm cái phim đầu tiên để cho nó thiệt là hot mà lại lại làm với những người lần đầu tiên làm điện ảnh anh không muốn mình bước vào mình bước vào một cái dây chuyền mà nó đã quá chuyên nghiệp và gốt cục mình chỉ là một cái mắt xích trong đó anh muốn mình phải là cái người quan sát được nguyên cái cơ cấu vận hành từ trên xuống dưới thì khi anh đi được từ trên xuống dưới anh quan sát anh học hỏi và anh tự trả giá bằng tài chính của mình cho những sai lầm và thất bại trong suốt cái quá trình đó thì mình rút ra được cái bài học cho mình vậy anh nghĩ với tuổi trẻ các bạn trẻ có nên tham vọng không nên nên cái vấn đề là phải biết lượng sức mình có nghĩa là tham vọng nó là một cái điều cần thiết nhưng chúng ta xử lý cái lòng tham của mình như thế nào chúng ta có hai cách để đối diện với lòng tham một đó là không cần nỗ lực không cần phấn đấu gì cả chúng ta đánh đổi để đạt được cái tham vọng mà mình mong muốn thì đó là cái điều anh không khuyến khích bởi vì cái sự đánh đổi đó chúng ta đạt được cái mong muốn của mình nhưng không bằng thực lực thì chúng ta không giữ nó được chúng ta chỉ có thể giữ được một tỷ khi mà tự mình có thể kiếm được một tỷ. Còn tự nhiên một cái người mà cái khả năng của họ chỉ một tháng gì có thể kiếm được 10 triệu mà mình cho họ một tỷ thì đôi khi họ sẽ không giữ được cái số tiền đó bởi vì họ không có biết cái cách xoay sở với cái nguồn tài chính như vậy. Thì anh anh nói lòng tham cũng vậy. Khi chúng ta có một cái tham vọng, chúng ta sẽ biết phải phản tự mình thành thật với chính mình rằng là cái điều đó, thứ nhất, nó có phù hợp với mình hay không? Cái thứ hai, chúng ta đạt được nó bằng cách nào? Có hai cách, một là đánh đổi Thì đây không phải là cách anh lựa chọn Bởi vì anh chả có cái gì để đánh đổi Cái thứ hai Đó là cái sự cố gắng Mà cái sự cố gắng và nỗ lực của mình Để đạt được cái lòng tham của mình á Thì khi em đạt được Cái cảm giác thoải mái Cái cảm giác thỏa mãn Cái cảm giác sung sướng Cái cảm giác tự hào Nó dấy lên ở trong lòng mình Và nó làm cho mình có một cái động lực Để mà mình sống tiếp Còn khi mình đạt được cái tham vọng của mình Bằng sự đánh đổi á Mình phải luôn sống trong sự phập phòng lo sợ Mình không có được một giấc ngủ bình yên trong cái con đường phát triển sự nghiệp của em á nếu như mà không có sự tham vọng á em sẽ không có đi đến cùng như bây giờ cũng sẽ không có một minh tú như bây giờ mạnh mẽ quyết liệt và làm cái tên minh tú đó nó nó thành công nhưng em cũng rất là rõ ràng giống như anh đối với em tham vọng và tham lam nó khác nhau tham vọng là chắc chắn con người và đặc biệt là tuổi trẻ mình phải có tại vì mình sẽ biết được là mình muốn cái gì, mục tiêu mình muốn đạt đến là gì, mình có cái sự nỗ lực và phấn đấu cho nó, nhưng cũng như anh Tiến chia sẻ là mình sẽ phải biết tự lượng sức mình, mình phải có đủ khả năng, tri thức, uh, trí tuệ, những kỹ năng mềm cứng để mình có thể đạt được những cái điều đó chứ mình sẽ không đợi nó đến một cách tự nhiên đến với mình. Cái đó thì anh cũng thường hay chia sẻ với mọi người đó là tôi biết ông đó là cái kỹ năng phải biết cách đặt thứ tự ưu tiên ở mỗi một cái giai đoạn trong cuộc đời mình phải biết được ở cái giai đoạn này đâu là mục tiêu quan trọng nhất của mình và mình phải tạm đi lây lại những cái khác bởi vì như vậy nè khi mà chúng ta ôm đờm quá nhiều thứ vào người mình á chúng ta vác một cái hành lý quá cồng kềnh trên vai chúng ta không đi xa được nó rất là nặng nề thay vì như vậy lần này tôi vác một cái bao nhỏ tôi đi tới điểm kia đạt được xong tôi lại vác tiếp một cái bao khác tôi đi và cái việc mà chúng ta cứ mỗi một giai đoạn chúng ta cố gắng hoàn thành một cái mục tiêu nhỏ bên cạnh cái việc là nó giúp cho chúng ta cuối cùng cũng sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu mà bên cạnh đó thì cứ mỗi một lần chúng ta đạt được một cái mục tiêu nhỏ chúng ta có cái sự phấn khích chúng ta được nạp năng lượng thêm cho chính mình còn đúng như tú nói mình ôm một lần ba bốn cái ba lô trên vai mình đi hoài mà không thấy đạt được cái mục tiêu mình ôm mình gồng gánh mình tham lam mình muốn cùng một lúc đạt được bốn mục tiêu mình đi hoài không thấy đạt được mục tiêu nào dần dần mình sẽ nản chí và mình sẽ bị mệt mỏi và tất cả chúng ta cái điều công bằng nhất đó là mỗi người đều chỉ có 24 tiếng một ngày. Vậy thì nếu chúng ta không biết cái cách xử lý thời gian của mình mà chúng ta cứ cố ôm đờm á thì chúng ta sẽ chỉ làm cho bản thân mình càng đi chậm hơn so với những người xung quanh mà thôi. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú. Dĩ suốt trong cái hành trình mà anh đi học xong rồi sau đó anh đi vào làm nghệ thuật có bao giờ anh tự ti không? Có. Mà anh nghĩ là cái tự ti cũng là một cái điều tốt. Một cái điều vô cùng tốt. Cái vấn đề là khi chúng ta có cái cảm giác tự ti của mình chúng ta xử lý nó như thế nào đối với anh á tất cả mọi thứ cảm xúc mọi thứ vấn đề nó xảy ra với anh thì anh sẽ đều phải có một cái phương pháp để xử lý và giải quyết nó nếu chúng ta đối diện với cái sự tự ti bằng cách là buồn bã ủ rũ chán nản và bỏ cuộc thì lúc này cái tự ti nó là một cái điều tiêu cực và chúng ta đã thất bại nhưng nếu mà anh gặp tú anh thấy trời cô bé này sao thông minh quá sao nói chuyện hay quá sao giỏi quá mình không được như vậy lúc này anh phải xử lý nó như thế nào anh sẽ phải xử lý rằng là xinh đẹp thông minh nói chuyện hay hiểu biết có phải là những tính chất cần thiết cho anh hay không nếu những cái điều đó là những cái điều cần thiết anh bắt buộc phải có trong cái cuộc đời của mình mà hiện giờ anh đang thua em thì anh sẽ phải học tới chừng nào anh bằng hoặc hơn em và vượt xa em thì đó là cái cách mình đối diện với sự tự ti của mình và anh cảm thấy rất may mắn là à khi mà trong cuộc đời của mình một cái thời điểm nào đó mình sẽ gặp được một người nào đó khiến mình cảm thấy tự ti và mình cảm thấy à mình còn nhỏ bé lắm và mình cần phải học thêm nhưng ngược lại nếu anh gặp một cái người mà anh thấy họ giỏi quá. Mình cảm thấy chỗ mình không bằng họ. Nhưng vấn đề là tôi dược sĩ. Tôi giỏi làm mỹ phẩm. Ông kia cầu thủ, ông giỏi đá banh. Cái chuyện đá banh đã không liên quan gì tới cuộc đời tôi hết. Thì thay vì mình tự ti, mình sẽ dành cho họ cái sự ngưỡng mộ. Mình sẽ cần phải biết là cái điều gì cần cho mình và cái điều gì không. Mình không thể nào cứ gặp một cái người nào đó hơn mình rồi mình đều cảm thấy thiệt thòi, thua thiệt và cảm thấy ủ rũ được bởi vì đôi khi những cái tố chất đó là cần cho họ nhưng mà không cần cho mình. Đấy, còn nếu đó mình đã xác định là nó thật sự cần cho mình thì bắt buộc mình phải cố gắng. Còn mình cái sự ủ rũ, cái sự tự ti hoặc là cái sự không tin tưởng vào bản thân của mình á mà nếu mà mình không xử lý á, thì suốt cuộc đời của mình mình cứ bước ra đường mình gặp ai mình cũng sẽ mãi mãi để cái chuyện đó nó xảy ra và nó ám ảnh mình thôi. Và đôi khi cái sự tự ti á nó còn khiến cho mình bị mất mát nhiều thứ lắm. Những cái người mà khi mà mình đã tự ti rồi thì thường là thứ nhất họ sẽ không dám đưa ra quyết định. khi mà đi chung nguyên một nhóm bạn à, hoặc là có một cái chuyện gì đó, thường thì họ sẽ không dám đưa ra chính kiến của mình bởi vì họ sợ rằng là cái chính kiến của họ sẽ không đúng, sợ sẽ bị sai. Đối với anh, ở một cái lĩnh vực một cái kiến thức gì đó mà mình chưa biết, anh sẵn sàng mở miệng ra hỏi người ta. Hỏi người ta để mình biết và sẵn sàng à thừa nhận với người ta rằng là ừ mình không biết chuyện đó, đối với anh nó không có chuyện gì cả. Tôi sẽ giỏi cái lĩnh vực mà tôi giỏi thôi. Tôi không ai mà biết hết mọi thứ rồi sau khi mà nói chuyện với mọi người xong rồi và cứ mỗi một lần mình không thể đưa ra được quyết định rồi thì bắt buộc mình phải về mình học và mình giải quyết cái vấn đề lỗ hỏng kiến thức của mình ngay chỗ đó liền không để cho nó tồn tại nữa. cái điều mà anh từng tự ti nhất là gì? anh thấy cả cuộc đời anh lúc nào cũng có tự ti hết nha. À, anh đã từng tự ti rằng là mình không thể hát được tới mức là anh từ bỏ cái niềm đam mê của mình đối với ca hát em biết là hồi xưa khi mà còn đi học đại học rồi uh, làm sinh viên đi thi các cuộc thi hát anh như một thằng điên bởi vì ra đường chạy xe là cứ, cứ là hát lên hả hỏng hát hú hú, hú, hú hú dừng đèn đỏ là mọi người xung quanh cứ phải dòm mình nhưng mà có một cái giai đoạn là anh cố gắng rất nhiều với âm nhạc nhưng mà không đạt được thành quả nào cả và chính anh tập luyện hát mãi nhưng mà không vượt qua được một cái giới hạn trong giọng hát của mình anh nản và anh đã từ bỏ âm nhạc 2 năm anh nghĩ là âm nhạc không có chọn mình và trong hai năm đó anh không nghe bất kỳ một bài nhạc nào miệng anh cũng không ngân nga bất kỳ một cái câu nhạc nào và anh hầu như không bao giờ nghĩ tới chuyện ca hát nữa cho tới một ngày đó là uh, các anh chị diễn viên trong đoàn phim hạnh phúc máu á rủ anh đi uh, phòng trà của ca nhạc hôm đó anh coi tăng phúc hát thì uh, phúc tăng phúc hát uh, hai bài anh cũng không nhớ rõ là bài nào đâu phúc hát tới bài thứ hai nước mắt anh rớt mọi người xung quanh nói là ủa sao phúc đang hát bài cũng không có buồn lắm mà sao tiếng khóc như vậy anh không chủ động khóc luôn nước mắt nó rớt mình tự nhiên mình thấy là ôi tại sao mình lại hèn nhát như vậy tại sao bạn phúc bạn ngồi bạn kể là hồi xưa bạn rất khó khăn bạn phải chạy xô chỗ này chạy xô chỗ kia thậm chí là uh, rất nghèo khổ rất khó khăn nhưng mà người ta lại can đảm sống với giấc mơ của họ cho tới bây giờ còn tiếng ơi mày hèn quá mày không có dám sống với ước mơ của mày mày bỏ nó rồi nhưng mà thực ra sao nó vẫn sống trong lòng mày nè và ngày hôm nay nước mắt rơi không phải là mày khóc mà chính cái niềm đam mê của mày với cái hát nó đang khóc á tối hôm đó về anh suy nghĩ rất nhiều mình đã đối xử sai với một cái niềm yêu thích của mình từ hồi nhỏ mình đã sống với nó gần ba chục năm trời và sau đó mình nhốt nó lại trong hai năm mình không nhìn tới nó nữa thì anh biết là à mày tưởng là mày thành công nhưng thật ra trong hai năm vừa qua mày đang đối xử rất tệ với bản thân mày tiếng ơi và lúc đó anh biết mình phải thay đổi vậy hiện tại anh có tiếp tục con đường ca hát của anh không tiếp những gì những giới hạn nào anh chưa vượt qua thì anh sẽ phải học tới chừng nào anh vượt qua được thì thôi và chỉ khi nào anh vượt qua được thì anh mới bắt đầu có thể làm nó một cách nghiêm túc gần đây khi mà em càng lớn lên á thì em càng thu mình lại em không tự tin nữa khi mà em còn trẻ ừ. là những cái lúc mà em rất là mọi người sẽ thấy em có những cái phát ngôn rất là sốc ừ. uh, rất là máu chiến là bởi vì lúc đó em rất là tự tin với bản thân của em ừ. nhưng khi bắt đầu em lớn lên rồi thì em có cơ hội gặp nhiều người hơn em đi nhiều nơi hơn em bắt đầu nhìn thấy được những cái thiếu sót và những cái lỗ hỏng của mình khá là nhiều ừ. và cái điều đó khiến em bị tự ti ừ. và em rơi vào một cái trạng thái là em không còn tin vào bản thân em nữa em cảm thấy tất cả mọi thứ em làm nó không có nó không còn hay nữa em không đủ can đảm để mà đưa ra quyết định gì hết em ừ. cũng không đủ uh, trải nghiệm những cái ngày xưa khi mà có một cái vấn một cái chuyện gì em sẽ sẵn sàng thử làm nó em không ngại bị thất bại ừ. em không ngại giao tiếp nhưng mà khi càng lớn lên nó thì em cảm thấy em bị thiếu hụt về kiến thức rất là nhiều ừ có những người tự ti và sẽ rơi vào một cái trạng thái là mình bắt đầu từ bỏ những cái mà mình đã từng đam mê và em cũng từng như vậy có nhiều người họ may mắn thì khi mà họ tự ti nó sẽ tạo động lực để mà họ học tiếp họ trao dồi để mà họ phát triển lên nhưng mà em nói ra thì nhiều người sẽ nghĩ là em sẽ hơi bị phiến diện quá và hơi chủ quan quá có những thứ em cảm thấy trong cuộc đời này á mình có cố gắng mình học mình có cố gắng trao dồi cỡ nào á mình cũng sẽ bị thiếu hụt một cái gì đó không bằng người khác và điều đó nó khiến cho em rất là ngại giao tiếp với những người hiểu biết nhiều hơn em à, trong suốt cuộc đời của tú hay là của anh hay kể cả của một ông giáo sư nào đó cũng sẽ liên tục gặp những người hiểu biết nhiều hơn mình đó là điều bình thường và em nên cảm thấy may mắn khi trong đời em được gặp những người hiểu biết nhiều hơn mình như thế cái vấn đề là mình phải xử lý cái nội tại bên trong con người mình như thế nào khi mình tiếp xúc với những người đó khi mà em gặp một cái người mà hiểu biết nhiều hơn em thay vì thể hiện bản thân trong cái lĩnh vực mà người ta đang hiểu biết nhiều mình cho người ta biết là mình không rành nhưng mình lắng nghe mình lắng nghe họ nhiều hơn cái thứ hai là anh nghĩ là với mỗi một cái con người á mình sẽ có một cái giới hạn hiểu biết nhất định của chính mình thì miễn rằng cái điều mình nói ra là mình biết chắc chắn thì mình cứ tự tin mà mình nói. Em đã từng nha, tự ti và em nghĩ là ngoài kia cũng có nhiều bạn tự ti một cái uh, lý do giống như em. Đã tự ti về cái xuất thân của mình. Ừ. Cái địa vị, uh, hoàn cảnh gia đình của mình. Nó khiến cho mình bị rụt rè trong cái việc giao tiếp với những tầng lớp xã hội khác. Đó là điều mà em đã từng bị. Em biết sao? Hồi trước á đó khi mà anh đi gặp uh, bất kỳ một cái người nào đó mới hoặc là anh đi đến gia đình nhà của một người bạn nào đó hay là anh gặp một cái người khách quan trọng nào đó, anh luôn bị uh, thiếu tự tin rằng không biết là à, mình làm như vậy có đúng hay không, mình làm như thế có sai hay không, mình cầm cái ly mà mình để xuống một cái bợp như vậy người ta có đánh giá mình hay không, rằng là cái cử chỉ giao tiếp mình không biết là có cái gì thiếu sót hay không. Nhưng mà chợt một ngày anh nhận ra rằng là mình phải là cái người hiểu rõ giá trị của mình nhất. Và nếu như tôi tự tin tự nhiên là chính tôi rồi mà bạn không thích tôi thì có nghĩa là tôi với bạn không hợp nhau và chúng ta không có lý do gì phải cưỡng cầu phải cố gắng phải lo sợ để giữ một cái người mà đôi khi không có hợp với mình ở bên cạnh mình chi cho mình mệt mỏi nữa thì em biết là kể từ cái ngày đó thì bây giờ anh gặp ai á anh cũng rất là tự nhiên và anh thể hiện bản thân mình một cách rất là tự nhiên tất nhiên nó phải nằm trong cái sự tinh tế là mình không có được mất lịch sự mình phải có những cái điều mình chú ý tới người ta nhưng mà bây giờ mình sẽ không có còn cái sự e dè thiếu tự tin đó nỗi là cầm cái ly lên uống cũng không dám uống lợi nhà người ta người ta mời ăn cơm cũng không dám ăn tại sợ người ta nói mình ham ăn quá không nha anh lợi nhà cô anh cô anh mời anh ăn thì anh nhào vô anh ăn anh ăn xong anh còn xin thêm tô thứ hai tô thứ ba thậm chí xin gói mang về con người mình nó là như vậy và những ai họ cảm thấy họ yêu thương cái con người đó của mình thì là họ hợp với mình không có đúng với sai mình chỉ cần nắm những cái nguyên tắc ứng xử cơ bản và văn minh của xã hội, còn lại tất cả những điều khác nó sẽ giúp mình sàng lọc những người nào phù hợp ở bên cạnh cuộc đời của mình. Còn nếu mà em cứ phải cố gắng gồng gánh, cứ phải cố gắng rằng là, ừ tôi không nên bỏ cái ly xuống mạnh quá, ừ rằng là à, tôi ngồi nói chuyện vậy không biết có tư thế có đúng hay chưa, rồi rằng là nãy giờ tôi nói chuyện có nhiều quá hay không, ừ rằng là không biết nãy giờ tôi có làm gì sai hay không á, em sẽ làm em mệt. Mà khi em mệt và em không tự nhiên, và em không là chính em, thì vô tình em mất đi cái sức hút của chính mình. <laughs> Còn về cái việc mà tự ti về xuất thân á, không có ai có được cái quyền lựa chọn là mình được đẻ ra trong cái gia đình này. Không ai chọn được cha và mẹ của mình cả. Cho nên mình không có lỗi về mặt xuất thân và bất kỳ ai xem thường cái sự xuất thân của mình, họ không đáng để ở lại bên cạnh mình. Khi mà mình sinh ra mình nghèo khó thì có thể là do ông trời sinh ra cho mình cái thử thách đó Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi Mà mình vẫn có cuộc đời nghèo khó Cái đó là do mình Anh thấy là uh, Tất cả mọi thứ Ở trong cái cuộc đời mình á Là mình quyết định hết Nhiều khi người ta hay nói rằng là À phong thủy đồ đạc trong nhà Phải để thế này thế nọ thế kia cho tốt phong thủy Nhưng thực sự Cái phong thủy quan trọng nhất của đời người Và nó theo suốt mình á đó chính là cái nhân cách của mình. Ở cái căn nhà này có thể bố trí phong thủy tốt, nhưng mà ngày mai em ở căn nhà khác, Phong thủy nó có thể sẽ thay đổi liên tục theo cái vị trí em ở, nhưng cái nhân cách, cái thái độ, cái tư duy sống của em là cái theo suốt em cả cuộc đời và nó sẽ là cái quyết định cái phong thủy gì, em sẽ gặp những ai và cái hệ sinh thái xung quanh của em sẽ là những người như thế nào. Anh nói ví dụ nếu em là một cái người mà luôn có những cái sự tiêu cực, những cái sự chỉ trích cuộc đời, những cái sự sân hận, những cái sự uh, sân si thì thí dụ như em ngồi nói chuyện với anh anh không thích điều đó tự nhiên anh sẽ dạt em ra và vô tình em sẽ tạo một cái không gian xung quanh em chỉ toàn là những người sân hận sân si và chỉ thích chỉ trích cuộc đời thôi và chính vì em tạo ra cái hệ sinh thái xung quanh em như vậy khi mà em gặp chuyện cái hệ sinh thái đó không đủ khả năng để giúp đỡ em cứu em ra khỏi cái vũng lầy mà em vừa xa vào nhưng ngược lại nếu cái nhân cách của em cái cách sống của em cái thái độ sống của em nó tích cực thì vô tình nó thu hút và nó tạo cho em một cái hệ sinh thái xung quanh em là những cái người cũng tương tự như vậy và đặc biệt là những cái người quý nhân đi anh tạm gọi là quý nhân đi họ sẽ sẵn sàng trao cho em cái cơ hội đó nhiều khi có những bạn nói là ừ tại sao tôi xinh đẹp hơn tôi tài năng hơn uh, tôi giỏi hơn mà ông lại không trao cơ hội cho tôi mà trao cơ hội cho con nhỏ kia nó xấu hơn tôi nó lùn hơn tôi nó không giỏi bằng tôi nổi cái cách bạn nhận xét về cái người kia đã thấy là bạn không đủ tư cách để nhận một cái cơ hội từ người khác rồi vậy thì rõ ràng cái việc mà mình xa cơ thất thế có ai giúp mình hay không, cái việc mình bước ra ngoài mình có được trao cho một cái cơ hội nào đó hay không, thực sự hoàn toàn là do cái phong thủy và nhân cách bên trong mình nó quyết định hết tất cả điều đó. và cuộc đời này nó vô cùng công bằng ở chỗ rằng là chúng ta sống thế nào chúng ta nhận là y chang như vậy. em em là một người rất là tin vào cái điều đó em tin vào nhân quả. tại vì em thay đạo phật cho nên là lúc nào cũng sẽ cố gắng uh, sống nó một cách tốt nhất có thể trong khả năng của em. À, cho nên đó là nhiều khi trong con đường sự nghiệp của em á, khi em sinh ra có thể nó không thuận lợi nhiều nhưng mà trong con đường phát triển sự nghiệp cũng như trong đời sống của em á, em gặp được những người rất là tốt, ừ. những người mà thật sự họ thương yêu em, họ chỉ cho em biết được cách sống như thế nào, sự hiểu biết cách đối nhân xử thế như thế nào. Đó là những cái mà em cảm thấy rất là trân quý từ những cái người bạn, người anh chị mà em được gặp trong cuộc trong cuộc sống này bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Quỳnh Tú. Hôm nay khi mà em gặp anh á, em cũng không có nghĩ là em sẽ chia sẻ câu chuyện này. Cái câu chuyện này đối với em á, nó em hơi ngại chia sẻ. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian nãy giờ hai anh em ngồi nói chuyện, thì em sẽ thừa nhận với anh một một cái. Năm vừa rồi em có tham gia Nala, người ấy là ai? Ừ. Sau khi quay xong, chương trình phát sóng, em rất là tự ti. Tại sao? Um, tại vì người ngồi trước em đã làm rất là tốt và em thấy họ rất là giỏi họ xinh đẹp họ hoạt ngôn họ có chiều sâu uh, họ deliver được những cái thông tin những cái um, những cái mà cái chương trình nó mong muốn họ làm cho cái chương trình nó hấp dẫn hơn ừ. uh, em cũng tự ti và em luôn nhìn cái cái cái, cái, cái những cái điểm sáng của họ ừ. và em quên những cái mà em có em luôn bị so sánh là em phải làm sao để em có thể làm tốt như là cách họ làm ừ. à, một thời gian xong rồi sau đó em thức tỉnh lên ừ. em cảm thấy rằng là bởi vì cái sự tự ti đó em coi bạn nhiều và em thấy được là bạn có những cái điểm mạnh nào bạn giỏi ở đâu và em cảm thấy là bạn rất là tài năng à, em học trong cái cách em xem nhiều những về cuộc đời của bạn nè về cách bạn làm show nè các bạn trả lời phỏng vấn em tích góp những tham khảo những cái cách mà bạn sử dụng, vận hành uh, và những cái điểm mạnh của bạn. Uh, sau sau đó em về em tự ngồi nói chuyện với bản thân của em trong ừ. gương và em nói rằng là ai cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng và người ta đón nhận em, thích em bởi vì em có những cái màu sắc và cái uh, những cái cá tính riêng của em. Ừ. Họ sẽ không mong muốn em xuất hiện trên cái show đó với một cái cá tính y chang mà họ sẽ mong chờ một cái màu sắc thật sự là của Minh Tú ừ. Thì em cũng tốn một cái thời gian khá là lâu Để mà nhận ra được cái điều đó Em sẽ luôn cảm thấy là Không phải là em ganh tị Mà em cảm thấy là em thất bại Em vô dụng Cái việc mà em xuất hiện sẽ uh, Người ta làm quá thành công Xong rồi mình vô làm nó nó không dở nhưng mà nó không có thành công như vậy ừ. Em không biết nó có thành công không Nó có tốt hay không à, Việc mà người ta mời mình Thật sự người ta có cảm thấy hài lòng hay không Nói chung là em đặt cho bản thân em quá nhiều câu hỏi Mà đến lúc mà em cảm thấy là Nếu mà mời em tiếp em có nên làm hay không Hay là có nhiều khi em nghĩ là Nhiều khi mình không làm thì người ta sẽ Tìm được người phù hợp hơn, tốt hơn, làm tốt hơn mình Em có bao giờ hỏi bản thân em là Trong cái trường hợp đó Em muốn em như thế nào chứ Bây giờ em muốn trên chương trình đó em thể hiện ra sao em muốn là em cũng giỏi y chang như vậy hay là như thế nào hay là em có cảm thấy là à bây giờ những cái kỹ năng mà cái bạn đó có em có muốn có luôn những cái kỹ năng đó không bên cạnh những cái điều mà em đang có hiện tại thật ra thì cái cái tính của em nó hơi nó hơi như thế này khi mà em tham gia vào một cái gì á ừ. em rất ít để cái uh, quan tâm về một phần của mình không ừ. cái mà em quan tâm lớn nhất là cái show đó nó có thành công hay không cái phần đóng góp của mình có thật sự là góp phần cho cái show đó thành công không hay là bởi vì cái sự xuất hiện của mình cái show đó nó mới bị tụt tương tác ví dụ vậy em sẽ hay bị đổ lỗi cho bản thân của mình khá là nhiều tất nhiên là em là một người từ đầu em nói với anh em rất là lý trí em sẽ biết chắc là những cái nào nó nằm trong khả năng của em có thể làm được hoặc là em chưa có và em có em sẽ cố gắng học thêm để em trao dồi nó ví dụ như là nói chuyện ừ. em có khả năng đó có thể em sẽ không nói hay như bạn không nhiều văn phong như bạn nhưng mà em sẽ cố gắng có những nhiều từ vựng hơn những trải nghiệm của em để có cái cách chia sẻ khác à, em không thể hát được tại vì em không có cái tài năng đó ừ. em không em yêu âm nhạc nhưng em không biết hát ừ. có những cái kỹ năng mà em có nhưng em không muốn theo đuổi tại vì em không có đam mê nó nên là thường thì khi em tự ti em sẽ bị uh, rút mình vào và uhm. em ngồi khá là lâu để tự tìm ra những cái những cái điểm mạnh của mình. Em cũng có tâm sự với một vài người bạn trong nghề gọi là anh em trong nghề nhưng mà thật sự những cái người đó thì họ động viên mình nhưng mà cái động viên đó chị ở mình đang sử dụng năng lượng của người ta để mình cảm thấy ổn hơn trong thời gian đó ừ. nhưng đối với em mình có ổn hơn hay không tất cả phải dựa trên cái năng lượng của mình mình phải tự xây dựng cái năng lượng tích cực đó mình bám víu vào nó mình phải nhận thức ra được rằng là mình đang yếu cái kỹ năng nào mình nên trao dồi nó nếu như mình có cơ hội làm tiếp thì mình sẽ thay đổi nó như thế nào ờ, mình sẽ phát huy những cái điểm mạnh mà mình có để mình tỏa sáng hơn. Đó là cái điểm sáng của mình chứ em sẽ không có kiểu cố gắng dùng những cái cách của người khác hoặc là những cái điểm mạnh của người khác mà sử dụng vào bản thân của em, tại vì em sẽ thích là Minh Tú phiên bản real của em. Ừ. Em thích được là em, nói những cái em nghĩ, những cái mà em trải nghiệm và màu sắc của em hơn. Anh đặt cái câu hỏi đó là bởi vì anh anh muốn em chia sẻ cái cách em xử lý vấn đề đó. Có nghĩa là không chỉ riêng em mà cả anh hay bất kỳ một cái bạn nào trong cái cuộc đời này ở một cái giai đoạn nào đó chúng ta sẽ phải rơi vào một cái sự tự ti, cái sự so sánh, cái sự khủng hoảng, cái sự bế tắc của chính mình. Nhưng mà những con người khác nhau á chỉ khác nhau ở chỗ là mình xử lý cái khủng hoảng của bản thân mình như thế nào thôi. Thì rõ ràng em có phương pháp. Có nghĩa là qua cái cách em nói thì em có cái phương pháp để xử lý. Nhưng vấn đề là nhiều khi khi mình đang ở trong cái đáy sâu của cái khủng hoảng đó thì chúng ta tốn bao nhiêu thời gian để bắt đầu chúng ta Ừ. tỉnh dậy để mà chúng ta dùng lý trí của mình để bắt đầu phân tích và giải quyết vấn đề thì cái câu chuyện của em nó sẽ là cái mà các bạn trẻ cũng có thể tham khảo nghĩa là khi chúng ta rơi vào một cái trường hợp như vậy cái điều quan trọng thứ nhất chúng ta phải biết là chúng ta muốn cái gì chúng ta muốn mình là ai chúng ta muốn cái gì cái thứ hai cái điều này có phù hợp với mình hay không cái thứ ba chúng ta có thể làm gì để khắc phục nó mình phải tìm cách còn nếu mà chỉ là khủng hoảng tuyệt vọng bế tắc nằm ủ rũ thì cả cuộc đời mình nó sẽ cứ mãi như vậy. Thì rõ ràng em có phương pháp. Nhưng mà đúng là uh, mỗi một con người mình nó ở mỗi một cái giai đoạn chúng ta sẽ từ, từ 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 thông qua từng chuyện mình sẽ biết rằng là à khi mình gặp, gặp khủng hoảng mình sẽ phải xử lý ra sao. Thì nếu như mà Minh Tú bây giờ có những cái kinh nghiệm này mà trao lại được cho bạn trẻ là tầm 20 tuổi mà mấy bạn biết cái cách xử lý khủng hoảng như vậy thì mấy bạn rút ngắn được rất nhiều thời gian. Rõ ràng chính anh cũng đã lây hoay từ năm 20 cho tới năm 30 tuổi, anh lây hoay giải quyết những cái vấn đề của mình. Mình không giải quyết những cái vấn đề to tác bên ngoài. Mà rõ ràng là chính bên trong mình chưa có ổn. Và ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây nói chuyện hay là đi ra ngoài nói chuyện mình giỏng dạc mình tự tin này nọ là bởi vì sao? Mình biết được mình muốn cái gì. Mình ừ. là ai? Nhiều khi để trả lời cái câu hỏi tôi là ai? Tốn cả cuộc đời. Đó cũng là lý do mà vì sao em uh, bắt đầu uh, chủ podcast Nhật Ký Ban Công. Giống như anh nói đó là mình đâu đó trong cái trải nghiệm của mình cái câu chuyện của mình uh, sẽ có thể gửi gắm đến các bạn sẽ giúp được một ít nhất một bạn cũng được mà các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian để các bạn bị đắm chìm trong cái sự tiêu cực hoặc tự ti đó để các bạn vực dậy tinh thần tốt hơn xử lý nó tốt hơn nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ giúp các bạn thành công sớm hơn các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú anh nghĩ là tự ti với vẻ bề ngoài và tự ti bên trong thì cái nào nó sẽ nặng nề hơn cái tự ti nào nó cũng như nhau vấn đề là chúng ta xử lý nó như thế nào nếu mà chúng ta không biết cách xử lý cái nỗi tự ti của mình thì nó có thể là cái điều giết chết mình luôn ví dụ như là tự ti về bên trong rằng là à tôi tự ti rằng là tôi không có kiến thức nhưng mà tôi không xử lý đó tôi không chịu đi học à đây ví dụ đi tự ti là tôi dốt tiếng anh nhưng mà cả cuộc đời tôi không bao giờ ra trung tâm học tiếng anh hoặc là không bao giờ về nhà học từ dựng hết thì chúng ta sẽ sống mãi với cái nỗi tự ti đó và cứ mỗi lần gặp ai nói tiếng anh hay là gặp cái chuyện gì cần sử dụng tiếng anh là chúng ta lại hoang mang lo sợ vậy thì rõ ràng bạn biết tự ti nhưng bạn không chịu giải quyết nó thì cái vấn đề là kể cả tự ti bề ngoài ví dụ mình tự ti rằng là ôi tôi bây giờ đang tăng cân mập quá rồi thí dụ như vậy mình cảm thấy mình không tự ti với cái ngoại hình của mình nhưng mình không chủ động kỷ luật bản thân bằng cách là ăn ít lại tập thể dục nhiều hơn thì mình cũng sẽ mãi mãi sống với cái nỗi tự ti đó đôi khi con người của mình á nhiều khi người ta nói là ừ sống trên đời này không biết được cái nào là thật sự tốt không mình biết hết nhưng do mình không làm ví dụ biết là à đôi khi hút thuốc uống rượu uống bia có hại cho sức khỏe uống không hút không giận uống giận hút à, biết là đi tập gym body sáu muối à, bắt 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 bụp 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 cục 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 người ta mê người ta thích mình thích không thích nhưng mà đi tập không 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 tập rõ ràng mình đang từ chối những điều mình biết chắc là tốt đẹp thì tất cả những cái điều đó nó nằm đâu nó nằm ở cái tính kỷ luật bản thân ừ. Thì cái điều mà anh học được đó là hồi còn trẻ của anh á là được một cái may mắn là cái máu hơn thua của anh rất nhiều. Lúc hồi năm lớp 7 anh cực kỳ dốt tiếng Anh mà cái con bé lớp trưởng thời điểm đó nó lại quá giỏi tiếng Anh. Rồi xong cứ vô học là anh thấy con bé lớp trưởng với bà cô tiếng Anh hai người nói chuyện với tiếng Anh với nhau không? Nói cái gì hoài mà mình mình không hiểu. Anh tức quá chỉ trong một mùa hè từ năm lớp 7 đến lớp 8. 3 tháng trời nghỉ hè anh đâm đầu anh học, anh học điên học hùng tới năm lớp 8 anh học. Anh đi thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố được giải wow. nhất luôn. Có nghĩa anh không chịu thua đấy thì anh thấy được rằng là đôi khi á, cái sự kỷ luật bản thân á, nó quan trọng và nó đưa mình đi xa hơn những cái việc mình làm bằng cảm hứng hay tầm gọi là động lực đi chẳng hạn nhiều khi là à hôm nào vui thì đi tập gym hôm nào buồn không tập thì nó sẽ không bằng một cái người mà cho dù vui hay buồn đau khổ vậy. hay thất tình thì cũng đi tập điều điều thì họ sẽ sớm nhận được cái kết quả hơn vậy thì trong cái trường hợp này nó giải quyết ở cái chỗ rằng là có những bạn sẽ phải sống với cái nỗi tự ti đó suốt đời bởi vì chỉ đơn giản là bạn không đủ tính kỷ luật đối với chính bản thân mình nhiều khi á nha con người mình ngộ lắm đi ra đường gặp người ta bắt bẻ người ta cái này bắt bẻ người ta cái kia rồi soi mối chỉ trích người ta cái nọ mình khó với tất cả mọi người nhưng mình lại quá dễ dãi với bản thân mình và chính vì cái điều đó làm cho cuộc sống của mình nó không có dễ dãi chút nào hết á tại vì mình cứ luôn chỉ trích mọi người xung quanh nhưng bản thân mình lại không kỷ luật bản thân tốt thì nó vô tình tạo một cái cuộc sống mà mình đi đâu cũng chỉ thấy toàn những điều tiêu cực và bế tắc và mệt mỏi, bởi vì bản thân mình thì không tiến bộ mà mình nhìn thấy chỉ toàn là những cái điều xấu của người ta. Thì nếu mà mình sống bằng cái cách như vậy và đó cũng là một cái cách phổ biến tại vì khó khăn với người ta thì dễ lắm. Còn thường là mình sẽ dễ dãi với bản thân mình và anh cũng đã từng có giai đoạn như vậy, có những cái lúc là à, thích chơi game, à, thích đọc truyện hơn là đi học bài chẳng hạn như vậy. Đó nhưng mà những ai mà vượt qua được cái điều đó và kỷ luật bản thân được tốt thì sẽ sớm nhận được cái thành quả mà người khác không nhận được. Em cảm thấy anh là một người rất là bản lĩnh mà rất là kiểu có mục tiêu rõ ràng và tập trung vào mục tiêu của mình bằng tất cả những cái năng lượng mà mình đang có. Nhưng mà anh nghĩ là ở ngoài kia có bao nhiêu bạn trẻ đủ bản lĩnh và đủ kỷ luật gì? Nhiều lắm em. Em sẽ thấy là tất cả những cái bạn mà có những cái thành tích tốt đẹp anh nói ví dụ như là những cái bạn mà kiện tướng quốc gia mấy cái môn thể thao chẳng hạn đâu phải là tự nhiên có năng khiếu đâu rèn luyện hết đó. Đúng. tất cả mấy cái đó là rèn luyện vậy thì rõ ràng xung quanh chúng ta có rất nhiều những con người họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và kỷ lục bản thân rất tốt cái vấn đề là chúng ta chỉ luôn nhìn thấy thành quả mà họ đạt được chứ chúng ta không thấy cái quá trình mà họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt như thế nào cho nên chúng ta luôn thấy là ôi tất cả mọi thứ đều dễ dãi tất cả mọi thứ đều dễ dàng tại sao mình phải khó khăn với chính mình nhỉ đó là cái Trap. Đó là một cái bẫy Mà đang giết chết chính mình à, Minh Tú hy vọng rằng là từ góc nhìn của anh Tiến Cũng như những cái nỗi niềm của Minh Tú Có thể gửi gắm đến các bạn Những cái thông điệp à, Thực ra trong cuộc sống á không chỉ là về hoàn cảnh Không phải là mình tự ti về hoàn cảnh Về xuất thân, về địa vị đâu Những người mà người ta đã thành công trong sự nghiệp rồi Những người mà người ta có địa vị trong xã hội rồi Hoặc là nổi tiếng Hoặc là có cơ ngơi rồi Nhưng mà người ta vẫn tự ti Đôi lúc nào đó vẫn có giống như Minh Tú Tự ti nó là một cái gì nó không có xấu Nhưng như anh Tiến nói á mình phải nhìn nó ra, mình phải có động lực, mình phải có bản lĩnh và có một cái rất là quan trọng đó là kỷ luật bản thân để mình có thể chuyển hóa nó thành cái động lực để mà mình thay đổi và mình phát triển nó dựa vào khả năng của mình. Các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú các bạn đang lắng nghe chuỗi podcast nhật ký ban công của Minh Tú Hy vọng rằng là sẽ nhận được những cái đóng góp ý kiến của các bạn Các bạn có thể bình luận ở dưới kênh youtube Minh Tú Official Hoặc là gửi email về nhật ký ban công amocgmail.com Và chương trình này các bạn có thể theo dõi trên kênh youtube của Minh Tú Hoặc là v on Voice FM Spotify Anh có ngại bị so sánh với người khác không? cái cái chuyện bị so sánh thì là cái chuyện của người ta miễn là anh không tự so sánh mình với ai thôi còn cái chuyện mà mọi người so sánh anh với người khác thì cái đó là quyền của họ giống như em nha ừ. các bạn trẻ sẽ luôn bị so sánh với thành công của người khác xong rồi đặt ra một cái quy tắc hoặc như cái khuôn khổ như vậy là thành công như vậy là hạnh phúc và bắt buộc mình phải theo đúng cái quy tắc đó ôi sống dậy khổ lắm bởi vì định nghĩa về thành công của mỗi người là khác nhau như anh đi là một cái thằng đầy tham vọng một cái thằng đầy năng động cái công chuyện nó phải xài quần xài quần có công chuyện liên tục liên tục liên tục thì anh mới vui và phải nổi tiếng phải thành công phải nhiều tiền chẳng hạn thì anh mới vui đó là thành công của anh nhưng mà một cái người họ chọn một cái cuộc sống an yên cũng chưa chắc là nó không giá trị bằng cái vấn đề là mình phải dành thời gian mình đặt câu hỏi với chính mình là mình muốn cái gì cho cuộc đời của mình và nếu mình đã lựa chọn một cái sự an yên thì an yên nó có cái giá trị riêng của nó nhiều khi bây giờ anh thừa nhận hỏi bây giờ mục tiêu lớn lao nhất cuộc đời của anh là gì tiền bởi vì anh hiểu được rằng tới thời điểm hiện tại anh hiểu được rằng là khi anh có tiền anh làm được những điều mình yêu thích ở thời điểm hiện tại ừ. tiền vẫn là quan trọng nhất với anh đúng à, nhiều người người ta nói vậy nè uhm, tiền không mua được uhm, tất cả mọi thứ đâu nhưng đối với anh anh nghĩ rằng tiền mua được tất cả mọi thứ nếu mình biết cách mua anh nói nè cái này không phải là mình đi tiêu cực hay là mình khuyến khích các bạn trẻ phải mê tiền nhưng mà mình phải nhìn nhận nó một cách thật sự là như vậy. Nếu biết sử dụng cái tiền đó một cách hợp lý thì nó hoàn toàn tạo một cái lợi thế rất lớn. Nhiều người cứ nghĩ rằng là cái lợi thế về tiền á nhiều người hỏi anh à. Tiến ơi, uh, mày cứ xô ra là mày giàu quá vậy mày có bao giờ mày sợ là những người đến với mày vì tiền không? Người ta mày thu hút người ta vì tiền của mày không? Thì anh mới hỏi ngược lại một cái câu. Nếu như một cô gái đẹp, nhiều người đàn ông theo đuổi cô gái đẹp đó vì nhan sắc đẹp của cô thì cô có đáng xấu hổ không? Không. Tự hào và nhiều người muốn đẹp. Vậy thì tại sao tiền cũng là một cái lợi thế của tôi mà tôi phải xấu hổ khi người ta đi xung quanh tôi vì tiền? Ý thứ hai. Nếu em là một cô gái có một cái tấm lòng tốt, người ta yêu em vì cái tấm lòng tốt đó thì nó cũng là một cái lợi thế đúng không? Vậy tại sao sắc đẹp có thể là lợi thế? Lòng tốt có thể là lợi thế Nết na có thể là lợi thế Nhưng mà tiền không được tính là lợi thế Anh nghĩ như vậy là bất công đối với đồng tiền cho nên anh nghĩ là có lý do để người ta phải phấn đấu để người ta đẹp. Có lý do để người ta phải phấn đấu để người ta đầy tri thức, nói chuyện ta đầy hiểu biết. Có lý do để người ta phấn đấu để người ta nết na ăn coi nồi ngồi coi hướng và cũng phải có lý do để cả xã hội này họ phấn đấu để họ có nhiều tiền. Vậy với anh nha, tiền và sức khỏe, cái nào quan trọng hơn nếu chỉ được lựa chọn một trong hai? Tiền mua được sức khỏe không? Đa số là sẽ được bằng cách mình chăm sóc sức khỏe của mình. Bằng mình mua những cái phương pháp, những cái kỹ năng, những cái công nghệ mới Nhưng đâu đó trong cuộc sống Đối với một số người sẽ có một cái thử thách Nó tới Và có tiền chưa chắc giải quyết được ừ. Cái đó em từng thấy rồi Cho nên là em sẽ nghĩ là Có những cái mình có rất là nhiều tiền để mình làm giải quyết cái vấn đề sức khỏe đó của mình Nhưng mình không làm được Là bởi vì lúc đó là mình sử dụng tiền không đúng lúc rồi đó Không ừ, ừ. có thể à có nghĩa là đối với anh vậy nè à, anh chỉ muốn nói một cái điều rằng là mình sẽ không bất chấp mọi thứ để mình có tiền nhưng mà mình cũng không nên uh, ngại ngùng hay là uh, không nên lừa dối chính bản thân mình bởi vì như anh nếu mà anh không nói thẳng với bản thân mình rằng là ở ừ, tiếng ơi, mày thích cái gì mày cần cái gì trong cuộc đời của mày ở giai đoạn này nếu mà anh không nói thẳng ra là tiền á anh sẽ bị sai lệch mục tiêu nếu mà chúng ta tự lừa dối bản thân tới mức là chúng ta không dám thừa nhận với chính bản thân mình cái mục tiêu chúng ta cần phải làm trong cái giai đoạn này là cái gì á thì chúng ta sẽ đi không có đúng hướng. Và nếu như anh không có đặt mục tiêu của anh là tiền á thì anh bây giờ sẽ không có tiền để làm nghệ thuật. À, tiền rất là quan trọng. Ai cũng cần tiền, chúng ta cần tiền để trang trải cuộc sống, chăm sóc những người chúng ta thân yêu, làm những điều chúng ta mong muốn, đi những nơi chúng ta muốn đi, ăn những món ăn ngon và đơn giản là giúp hơn được nhiều người. Nhưng mà kiếm tiền bằng cách nào sử dụng tiền đúng lúc và sử dụng đúng cái giá trị của nó mà vẫn giữ được cái bản thể của mình thì đó là một cái cách mà chúng ta cần phải học hỏi khá là nhiều. Tại vì có nhiều bạn trẻ sẽ bị cuốn theo cái đồng tiền và đôi lúc quên mất những cái giá trị cốt lõi mà cái mục tiêu ban đầu tại sao mình muốn kiếm tiền. Giống như anh nói đó, đó là sự đánh đổi. Có nghĩa là à, nếu mà mình kiếm tiền bằng năng lực của mình thì nó khác còn kiếm tiền mình đánh đổi thì nó khác đúng không họ chỉ biết là làm sao để kiếm tiền nhưng mà họ quên mất là làm sao để kiếm được tiền bằng cái năng lực của mình và mình vẫn quản trị nó trong cái khả năng của mình đó cái từ quản trị là cái từ anh tâm đắc đó khi mà chúng ta nhìn nhận đúng giá trị của tiền á thì chúng ta sẽ biết là phải kiếm nó như thế nào và quản trị nó ra sao thì nó sẽ cho chúng ta một cái cuộc sống nó thoải mái hơn và chúng ta không có mắc cỡ khi nói về tiền nữa em có mắc cỡ khi nói về tiền không ta à, tại sao anh nhắc qua cái tiền này bởi vì cái tiền này á nó là cái nỗi tự ti chính của mấy bạn trẻ khi chưa có thành tựu. Các bạn sẽ thường hay so sánh rằng là ôi tôi lương tháng 10 triệu, thằng kia lương tháng 20 triệu, thằng kia lương tháng 30 triệu, tiền tôi không bằng nó. Vậy thì tôi có tự ti khi tôi tiếp xúc với nó hay không? Và tôi có nên so sánh và đặt mục tiêu của tôi giống họ hay không? Anh anh chỉ muốn chia sẻ như thế này nè. Ở cái giai đoạn từ 20 tới 30 tuổi á, một tháng em kiếm bao nhiêu tiền không có quan trọng. Quan trọng là một tháng em kiếm được bao nhiêu kỹ năng, anh anh chỉ muốn chia sẻ một cái câu chuyện của chính anh thôi là trước đây anh đi dạy ở trong trường lương tháng cũng không có cao tại nhân hệ số mà thì sau khi anh dạy một thời gian anh gom góp được khoảng 60 triệu và anh khởi nghiệp từ 60 triệu đó anh có những gì anh đang có hiện tại thì anh chỉ anh chưa nói đó là một cái thành quả gì lớn nhưng mà anh chỉ muốn nói rằng là một tháng 100 triệu hay một tháng 200 triệu nó không có quan trọng nó quan trọng là khi bạn có đủ kỹ năng thì chỉ từ 60 triệu bạn có thể kiếm được 60 tỷ. Vậy thì cái 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 chúng ta mà so sánh với những cái người đi trước mình hoặc là chúng ta so sánh với những người xung quanh chúng ta thấy là à bây giờ tại sao họ tháng một tháng họ kiếm được 100 triệu mình tháng một tháng chỉ kiếm được 15 triệu thôi thì mình phải nhìn lại bên cạnh cái 15 triệu của mình. Mình có đang thật sự thu thập được thêm những cái gì khác hay không? Anh hay nói với mọi người là chúng ta có hai cái loại yếu tố mà chúng ta sử dụng trong cái cuộc đời của mình. Đó là yếu tố hữu hạn và yếu tố vô hạn. Yếu tố hữu hạn đó chính là sức khỏe và thời gian nghĩa là gì thời gian chúng ta có giới hạn sức khỏe chúng ta cũng có giới hạn nếu chúng ta làm những cái công việc dựa trên các yếu tố hữu hạn này bao gồm là chúng ta lấy sức khỏe của mình ra để đánh đổi chúng ta lấy thời gian của chúng ta ra để đánh đổi anh nói ví dụ như đơn giản là một cái công việc là chỉ đơn thuần là vận động tay chân lao động tay chân và không có tư duy không chịu suy nghĩ gì trong suốt quá trình vận động đó thì chúng ta làm được tới chừng nào năm chục tuổi sáu chục tuổi hết sức khỏe hết thời gian không làm được nữa chúng ta xài hết cái yếu tố hữu hạn của mình rồi thì chúng ta không còn khả năng kiếm tiền nữa nhưng nếu trong cái thời gian mà chúng ta làm việc bằng các yếu tố hữu hạn, anh nói ví dụ mình chạy bàn. À mình bưng nước, bưng đồ ăn ra mình vẫn sử dụng sức khỏe và thời gian của mình, nhưng trong thời gian đó chúng ta quan sát, chúng ta phân tích, chúng ta tư duy, chúng ta học cái cách quản lý sắp xếp, quản trị mọi thứ, đầu tư thêm cho bản thân mình thì sau này chúng ta dùng cái tư duy đó, chúng ta có thể làm quản lý nhà hàng, chủ nhà hàng, mở chuỗi thì khi mà chúng ta có thể sử dụng thời gian của người khác và chúng ta có cái cách để chúng ta quản trị công việc của mình mà không cần dùng thời gian và sức khỏe của mình nữa thì là chúng ta đang sử dụng các yếu tố vô hạn để phát triển cái nguồn thu nhập của mình. Vậy thì nếu chúng ta đang tự ti về cái thu nhập của chính bản thân mình so với những người khác thì chúng ta phải nhìn lại là hiện giờ chúng ta đang thu nhập ít như vậy nhưng chúng ta có thu lại được bất kỳ một cái giá trị nào cho tương lai của chúng ta để chúng ta có thể phát triển công việc của mình sang các yếu tố vô hạn nhiều hơn hay không? À, hồi nãy giờ anh chia sẻ rất là nhiều và em cảm thấy là anh lợi thế của anh là tiền. Vậy anh nghĩ khi mà anh có nhiều tiền thì anh sẽ tự tin hơn không? Một trong những cái tạo nên cái bản lĩnh, cái phong thái và cái sức nặng trong cái lời nói của một người đó, đó là cái số dư trong thẻ ATM. Khi em cảm thấy an toàn về cuộc sống của mình rồi, em tự động nhìn nhận mọi thứ nó hoàn toàn tích cực và em sẽ hoàn toàn tự tin vào những điều em nói ra. Anh nói ví dụ như là em không có tiền thì em chỉ cần gớt bể một cái ly thủy tinh thôi, giá trị 20 ngàn thôi là em đã thấy cái ngày đó của em là một cái ngày xui, muốn xỉu. Tối thui tối hù cái gì mà đụng vô đâu là bể tới đó Nhưng nếu em có tiền Gớt cái iPhone xuống nước Hư bỏ, ôi bữa nay không sao, vui Hên quá gớt iPhone ở đây chứ không phải là gớt mình xuống lầu Cái cách chúng ta nhìn nhận vấn đề Nó cũng hoàn toàn khác à, nhận nhận Và đúng một điều Một cái câu trong ký sinh trùng Phim ký sinh trùng người ta nói là à, Ôi bà chủ tôi à, à, Vừa giàu lại vừa tốt bụng nữa Bà chủ mới nói là Không, bởi vì chị giàu Chị mới tốt đúng là khi con người ta dư giả rồi mới có thể nghĩ và yêu thương người khác. Vậy ra thì cái này cũng là một cái thông điệp hay nha mọi người. Tiền nó quan trọng, và nhưng mà chúng ta sẽ hiểu giá trị của đồng tiền và cách quản trị và cách làm sao cái tiền đó là bằng cái khả năng của chúng ta, bằng cái trí tuệ của chúng ta và sử dụng nó như thế nào đúng lúc cũng là một cái mà chúng ta nên bắt đầu nhìn nhận và tìm hiểu từ từ. Uhm. Mọi người sẽ có một cái cách khác nhau để có tiền, xài tiền, sử dụng tiền mà không có ai là đúng hay sai hết, nó chỉ đúng trong cái cuộc sống của mình và hoàn cảnh của mình thôi. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Quay trở lại cái hành trình của anh, anh vừa mới làm nhà sản xuất xong, ừ. xong anh làm diễn viên, xong bây giờ anh chuyển qua anh làm đạo diễn ừ. và anh bước vào và anh sẽ cảm thấy là cái việc dấn thân của anh có mạo hiểm không? À, anh có sợ bị người ta nói không? nếu như là nói anh tham hoặc là nói anh cái gì cũng muốn làm anh nói thiệt nha anh trưởng thành lên rất nhiều nhờ anh bước vô service nếu mà anh chỉ là một một bạn giảng viên ở trường y bình thường với một cái cuộc sống rất là ổn định à, với một cái vị trí mà được rất nhiều sinh viên họ kính trọng thậm chí là lúc đó có những anh những chị những cô những chú là tuổi ba anh luôn đi vô học mà ra đường gặp anh vẫn gật đầu chào là thầy cuộc sống anh nó sẽ rất êm ả và rất đẹp đẽ nhưng anh sẽ rất yếu đuối bởi vì cái năm mà 2017 anh đậu cái giải nam vương người việt uh, thế giới lúc đó anh vẫn còn dạy ở trường anh bị cả xã hội này chửi không ra một cái gì lúc đó là cái lần đầu tiên trong cuộc đời của anh mà bị người ta chửi không ra một cái gì trong khi trước đó mình đuối cái đường giải rồi em chào thầy giả, em chào thầy giả, em chào thầy người ta kính trọng mình thì bây giờ đây là cái lần mà anh bị tổng sĩ vã ba bốn ngày đó anh khủng hoảng tới mức là không ai có thể là gần được mẹ anh lợi gần anh là anh, anh xô ra anh đẩy ra anh anh, anh la luôn có nghĩa là anh stress một cách giả man và anh không tưởng tượng là mình có thể vượt qua được và anh đã muốn bỏ cuộc mình không chịu nổi những cái đả kích này anh đã muốn đi về trả nhà luôn đó nhưng mà sau đó một ngày tự nhiên thức dậy chuẩn bị dọn đồ đi về thì mới chợt nghĩ là tiếng ơi mày về rồi mày nói cái gì với học trò mày cái thằng nào mà hồi xưa đứng trên giảng đường dõng dạc rằng là đại học không phải là con đường duy nhất ừ. thì rất rớt đại học đóng cánh cửa này còn cánh cửa khác mở ra các em phải thế này thế nọ thế kia các em phải dũng cảm đối mặt với thử thách dũng cảm đối mặt với khó khăn ủa còn bây giờ mày đang làm gì mày đang chạy trốn mày đang hèn nhát mày không đủ tư cách đứng lên giảng đường nói chuyện với học trò mày nữa tiếng ơi anh nhận ra cái điều đó anh nhận ra là à trước đây tất cả những điều mình nói chỉ là cái lý thuyết suông và thật ra một cái thằng được bao bọc bởi một cái mát giảng viên như thế được nhiều người kính trọng như thế nó luôn tỏ ra nó thanh cao mạnh mẽ và rất là bản lĩnh nhưng thật sự nó là một đứa trẻ rất yếu đuối ừ. mình biết được rằng là mày yếu quá và kể từ cái ngày hôm đó không còn ai có thể làm tổn thương anh được nữa em sẽ nhận ra rằng một cái điều rằng là người ta chỉ có thể làm tổn thương em khi em cho phép mà thôi và hầu hết tất cả những người làm tổn thương mình đau nhất lại không phải là người dân nước lạ mà là những cái người mà mình yêu thương ừ. mình mở lòng mình ra thì họ mới có thể vào đó và đâm cho mình mấy nhát được đúng không có nghĩa là mình nhận ra một cái điều rằng là mình phải đối diện với những điều này và nếu anh không học được cái cách đối diện với những cái điều đó anh không đủ tư cách để dạy ai nữa cả và lúc đó anh đứng dậy cho nên nguyên một cái câu chuyện dài thòn từ nãy tới giờ anh chỉ muốn nói là tú hỏi anh có sợ người ta nói gì anh hay không bây giờ cái điều anh sợ đó là anh làm gì người ta cũng không thèm nói với anh nữa mà thôi em chắc chắn là khi mà anh làm cái bộ phim điện ảnh đó bên cạnh những cái sự ủng hộ uh, thì cũng sẽ có rất là nhiều những ý kiến trái chiều và và họ tấn công mạnh về anh ừ. về cái lĩnh vực ở ờ, xong mới làm cái này chưa xong nhảy qua làm cái kia muốn làm đạo diễn uh, làm bộ phim như vậy gì, gì. thì lúc đó anh sẽ nghĩ về bản thân mình như thế nào anh sẽ nghĩ là ui mọi người không tin thì tôi phải chứng minh cho mọi người tin bằng cách làm một phim thứ hai đúng rồi anh đã anh đã từng tuyên bố là phim đầu mà thắng thì làm tiếp phim nữa phim đầu mà chưa thắng thì làm tới chừng nào thắng mới thôi nhưng mà có một cái mà em công nhận và ngưỡng mộ anh đó là anh không ngừng học hỏi có nghĩa là khi anh quyết định làm một bộ phim điện ảnh ngoài cái việc anh bỏ kinh phí anh có bỏ chức xám anh có bỏ thời gian để anh học ừ. về phim anh học về đạo diễn bằng cách nào đó học online hoặc là học qua ai đó nhưng mà em cảm thấy là anh có dành thời gian và tâm huyết của anh học về cái lĩnh vực mà anh muốn dấn thân chứ không chỉ đơn giản là ừ bỏ tiền ra làm không cái đó là cái cái may mắn của anh khi mà anh đã có một thời gian dài làm khoa học đó. khi mà khi mà em làm tất cả các ngành khoa học luôn nó đều có một cái phương pháp tư duy chung đó là cái phương pháp xử lý vấn đề và phương pháp em tiếp cận với một cái vấn đề mới rõ ràng là khi chúng ta học đại học đó, chúng ta không học hết tất cả các kiến thức có trên đời đâu chúng ta học cái phương pháp để chúng ta có thể research chúng ừ. ta có thể tổng hợp được kiến thức và chúng ta có thể trôi vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào mới mà chúng ta muốn thì đó là cái phương pháp anh đang áp dụng cái phương pháp tư duy và phương pháp luận của khoa học để đưa nó vào nghệ thuật và anh cảm thấy là anh rất may mắn khi có điều đó bởi vì à khi mà đưa qua nghệ thuật xong thì anh cảm thấy là à, abcd thứ vào tự dòng thứ nhất dòng thứ hai dòng thứ ba nó là cái gì mình hoàn toàn có thể học được và rút kinh nghiệm từ chính những cái sai sót của mình trong cái quá trình mình làm đầu tiên mỗi năm trôi qua em thấy là cái thương hiệu dược sĩ tiến cái tên của anh được công nhận có thể khi nó xuất hiện nó ồn ào nhưng mà theo thời gian người ta bắt đầu nhìn nhận nó và công nhận những cái tài năng và cái những cái đóng góp của anh cho nghệ thuật anh có sợ một ngày nào đó cái tên của mình không còn nữa không? nếu như có ngày đó thì có nghĩa là ngày đó anh không còn cố gắng nữa bởi vì từ đầu dược sĩ tiến vốn chẳng phải là cái tên trong showbiz và anh đã không ngừng cố gắng để nó có thể được người ta biết tới một cái mức độ nào đó như hôm nay rồi Vậy thì nếu như có một ngày mà người ta quên lãng anh Thì có nghĩa là cái ngày đó anh không còn tham vọng, không còn cố gắng Và không còn cái sự đam mê đối với ngành này nữa Theo anh thì giới trẻ bây giờ cần trang bị những cái gì để mình bớt tự ti? Anh nghĩ quan trọng nhất Đối với tất cả các bạn mà anh gọi là trẻ nghĩa là nhỏ hơn anh Kỷ luật bản thân, self-discipline ừ. Đó là cái điều quan trọng nhất Bởi vì cho dù bạn gặp bất cứ vấn đề gì Nó là sự tự ti hay nó là sự yếu kém thật sự hay đó là một cái sự thất bại hay nó là một cái sự hoài bão thì tất cả những cái điều đó đều cần cái kỷ luật bản thân để các bạn có thể đi đến đúng cái vị trí mà các bạn muốn muốn. Đó là điều quan trọng nhất. Có những người họ xác định được đúng con đường nhưng mà không kỷ luật bản thân được thì không đi tới nơi tới chốn được. Cái thứ hai đó là cái sự kiên trì. À, em cứ tưởng tượng là cái con đường mà của mình từ đây đi đến thành công á nó giống như mình xếp hàng mình mua cà rem hay là mình mua vé máy bay gì đó mình đang xếp cái hàng này ngon lành tự nhiên mình dòm qua bên kia thấy bên kia nó ôi bên kia xong hay quá ta đi con đường bên kia có vẻ nhiều tiền hơn mình chạy qua bên kia thì nghĩa là mình phải xếp hàng lại từ đầu và cuộc đời chúng ta không có đủ dài để chúng ta cứ mãi xếp hàng lại từ đầu như thế có rất nhiều bạn không xác định rõ mình muốn cái gì cứ thấy con đường này ngon nhảy vô đây một chút xong cái làm thời gian thấy chán quá không được gì hết thì lại nhảy qua một cái con đường khác một chút thì nó dẫn tới các bạn tốn 10 năm đi lanh quanh lẫn quẩn trên tất cả các con đường nhưng một người bạn khác của các bạn đi kiên trì một con đường thì tới khi các bạn vẫn chưa là ai họ đã là một cái người nào đó ở trên con đường của họ rồi ừ. cho nên quan trọng nhất đó là phải biết mình muốn cái gì và phải dám nói thật với bản thân mình thường á, giới trẻ hiện nay á, sẽ hay bị áp lực bởi vì việc so sánh bản thân mình với người khác anh nghĩ là mình có nên ngừng cái việc so sánh đó không học so sánh đúng thì nên so yeah. nghĩa là em phải biết cái người nào chính là cái mục tiêu mà em muốn hướng tới ví dụ em em là đầu tiên hồi xưa khi em mới đi làm người mẫu thì em phải có một cái chị người mẫu nào đó là siêu sao em hướng tới chị đó em muốn cái vị trí của chị anh nói thí dụ như vậy anh à, trong ngành dược anh phải có một cái ông thầy nào đó là siêu sao là đỉnh cao để nhắm tới ổng mình phải luôn so sánh tới ổng để mình hướng tới cái vị trí đó những cái con người mà mình so sánh tới nó là những cái tương lai đang hiện hữu rõ trước mắt mình để mình nhìn thấy rõ nhất mình sẽ biết được rằng mình trong tương lai là như thế nào thông qua hình ảnh của cái người mà mình muốn hướng tới. Cho nên anh nói là nếu mà mình so sánh đúng á thì nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn khái quát về tương lai của chính mình. Bây giờ các bạn sẽ rất là dễ bị so sánh thành công của người khác. Rồi ừ. xong bị áp lực bởi cái thành công của họ, và bị rồi xong tạo cho bản thân của mình lây hoay không biết làm gì, không biết tương lai ra sao, tại sao người ta giỏi quá còn mình không làm được gì. Và các bạn cứ bị loay hoay bị rớt rớt nùi ở trong đó thì nhân đây á, có anh tiến thì anh sẽ chia sẻ những cái gì để giúp cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn con đường của mình đi hoặc định nó một cách rõ ràng hơn cái đó thì có và nó thường xảy ra ở những cái bạn cùng trang lứa hoặc là cùng một khóa học cùng một lớp anh nói ví dụ cùng một lớp đại học ra hoặc là cùng một cái trường cái lớp cấp 3 ra mà tự nhiên mình đi cái con đường của mình thì nó cứ từng bước từng bước chậm 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 còn bạn mình nhà lầu xe hơi thành công tùm lum tùm la thứ hết rồi thì lúc đó chắc chắn nha cái người bình tĩnh cỡ nào cũng sẽ đôi lúc hoài nghi không biết là cái con đường mình đang đi có đúng hay không và anh cũng đã từng như vậy anh cũng đã từng như vậy anh cũng đã từng không biết là à trời sao tự nhiên bạn bè mình xung quanh nó giờ nó giàu hết rồi rồi trời gì rồi còn mình đi theo cái con đường này mình đi dạng gì là liệu có đúng hay không ừ, nó có phải là điều mình mong muốn hay không thì đó đó là cái lúc mà không ai trả lời được câu hỏi đó cho mình mình phải biết mình muốn cái gì. Nghĩa là mình phải làm một cái công việc mà mình yêu thích thì mình mới hạnh phúc với nó. Rồi, sau khi mình biết chính xác mình muốn cái gì rồi thì mình phải biết luôn là hoạch định của tôi từ đây tới ngày đó tôi phải đạt được cái gì. Có nghĩa là nếu chúng ta có thể plan ra được rằng là trong những cái tương lai gần ở từng mốc thời gian cụ thể, chúng ta sẽ có những cái mục tiêu gì và mục tiêu này phải định lượng được nha. Có nghĩa là à chúng ta phải đạt được cái điều đó. Ví dụ như là à, tôi phải tài khoản tiết kiệm của tôi phải là 50 triệu, nó phải là con số định lượng được chứ không có mơ hồ. Thì ở từng mốc, từng móc từng móc như vậy mình sẽ biết được tương lai của mình là cái gì, thì mình sẽ đỡ bị hoang mang nhưng chắc chắn với mọi người một cái điều rằng là cho dù ai đi chăng nữa thì từ cái ngày mình bắt đầu cái con đường của mình cho tới trước khi mình đạt được cái mục tiêu cuối cùng mình mong muốn, chúng ta sẽ đầy rẫy sự hoang mang, ai cũng sẽ như vậy. Và cái người nào cố gắng nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu đâm cổ chạy hoài thì sẽ tới đích cái đó là bắt buộc rồi tại vì chúng ta sẽ có một cái như thế nào xung quanh chúng ta mỗi người sẽ có một cái vận may khác nhau thứ nhất gia thế khác nhau và chúng ta không thể so sánh mình với những cái người đó được và chưa kể bẩm sinh họ tài năng hơn mình thật vậy thì bây giờ mình phải xác định được rằng là ừ tôi đang có những cái gì và đang thiếu những cái gì những cái thiếu tôi sẽ bù bằng cái nào và với cái mục tiêu của tôi thì bây giờ mục tiêu của tôi là tới năm thứ năm năm thứ bảy gì đó tôi mới mua được cái nhà thì bây giờ nó thằng bạn tôi năm thứ hai nó mua được cái nhà rồi thì mình đừng có hoang mang nhưng mà đôi khi nha nó không phải là chuyện của mình anh hoặc là các bạn đã từng rất bình tâm khi mà thấy mọi người xung quanh mình thành công nhưng chúng ta sẽ không thể bình tâm nổi nữa khi bắt đầu người nhà và những người xung quanh mình đem mình ra so sánh với những người kia cái áp lực đó mới là cái áp lực khủng khiếp nó như vậy nè hai anh em trong một căn nhà học trò anh luôn đều là học trò dược trường dược của anh ở trong trường đại học y dược hai đứa đều là học trò của anh thằng anh ra trường trước 2 năm thằng em ra trường sau thằng em chỉ cần lương cao hơn thằng anh cái thôi là thằng anh về nhà bị ba mẹ nói và vô tình nó tạo cái áp lực khủng khiếp cho thằng anh đấy thì lúc này nó không phải là chuyện của bản thân mình nữa thì thực ra nếu mà là chuyện của bản thân mình đó thì thôi kệ nó tôi khổ cũng được tôi cam chịu năm 10 năm nữa tôi sẽ giàu cũng được nhưng cái vấn đề là mình sẽ không chịu nổi cái áp lực từ người xung quanh ừ. Nếu mà chúng ta cứ phải phân tâm vì những cái sự thị phi trong cái quá trình chúng ta đi ấy, và chúng ta không đi tới đích ấy, thì những lời thị phi đó nó sẽ theo mình suốt cuộc đời. Và đây là lý do tại sao anh không từ bỏ showbiz. Tại sao anh không bỏ cái tên Dược Sĩ Tiến? Tại vì anh đã lỡ đi rồi. Mà bây giờ tao chưa có thành tựu mà tao đi ra tụi bay cười tao thúi đầu. phải gán đi cho tới cuối cùng. Và tới khi mà mình đạt được thành tựu rồi thì người ta sẽ nói là à đây là một cái sự kiên trì, đây là một cái sự cố gắng, đây là một cái sự nỗ lực không ngừng. Nhưng nếu em bỏ cuộc giữa chừng thì em forever a loser các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Các bạn thân mến, Minh Tú thì cũng đã từng nghe một cái câu là những cái gì mà chúng ta biết ngày hôm nay á nó có thể lỗi thời trong ngày mai thôi. Cho nên đối với Minh Tú á thì cái việc không cần học hỏi là cái việc rất là quan trọng. Nhưng ngày hôm nay gặp anh Tiến Minh Tú biết ra được một cái nữa là kỷ luật bản thân. Mình phải cần có một cái kỷ luật thép cho bản thân của mình trao dồi kiến thức uh, học bổ sung những cái kỹ năng mà mình đang thiếu tự ti cũng được nhưng mà đôi lúc mình cũng phải có động lực để mình thay đổi mình phát triển mình không nên chỉ nhìn vào những cái thành quả của người khác mà mình quên mất những cái quá trình mà người ta đã cố gắng có được mình hãy uh, cũng như họ cố gắng dấn thân học hỏi trao dồi để mình có được những cái kinh nghiệm những cái thành tựu riêng trên con đường phát triển sự nghiệp của mình minh tú hy vọng rằng ở cái tập này không chỉ minh tú đâu tất cả các bạn khi mà nghe anh tiến chia sẻ câu chuyện của mình đâu đó cũng sẽ được truyền tải một cái thông điệp đầu tiên nhé là cái cảm thông cái mà em nhận ra em hơi bất ngờ là cái cách anh suy nghĩ về tiền và từ đó nó cũng có thể gửi gắm đến các bạn hiểu biết hơn về cái cách quản trị đồng tiền của mình à, một người mà người ta không ngại những cái phát ngã những cái lời chê bai để mà người ta cố gắng chứng minh cái tài năng của người ta đam mê của người ta thì hy vọng rằng là các bạn đâu đó cũng sẽ tích góp cho mình những cái gọi là tham khảo những cái cách thức những cái kỹ năng trong cuộc sống cũng như là anh anh tiến có nói là cái phương pháp khoa học để mà mình vận hành trong cuộc sống của mình trong sự nghiệp của mình và chúc cho các bạn sẽ có những cái hành trình hay ho nhiều màu sắc và chắc chắn là sẽ thành công trong cuộc sống nha à, nãy giờ là tiến với minh tú cũng nói chuyện khá là nhiều rồi Uh, và rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả thân yêu của Minh Tú của nhật ký ban công đã ngồi nghe tụi tiếng nói chuyện tới giờ này luôn á là nói hơi bị nhiều luôn á. Uh, rất cảm ơn tất cả quý vị và tiếng rất hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Minh Tú bởi vì theo tiếng biết á thì Minh Tú làm cái uh, nhật ký ban công này cũng rất bài bản và rất có lộ trình. Ở mỗi một mùa, mỗi một season là sẽ có một cái mục tiêu rất là cụ thể rõ ràng và đó là cái điều thu hút tiếng ngồi đây với Minh Tú ngày hôm nay. tiếng cảm thấy là Tú là một cái người cũng đang làm nghệ thuật một cách rất là khoa học và đây là cái điều tiến cũng rất quý à, tiến hy vọng là tất cả quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ minh tú và cũng hy vọng là à, nếu mà có những cái tập sau này nữa mà thí dụ mà có phù hợp thì cũng hên hên được mời vô đây ngồi nói chuyện tiếp à, nếu mà quý vị thích tiến thì quý vị có thể comment lên youtube của minh tú là đòi dược sĩ tiến vô nữa thì hy vọng là tiến sẽ có thêm một hai tập nữa xin cảm ơn quý vị cảm ơn anh tiến đã dành thời gian để đồng hành cùng em trong cái tập lần này thực sự thì khi mà ngồi ở đây với vai trò host em nhận được những cái gọi là những cái kinh nghiệm từ cái hành trình của anh thì qua cái hành trình của anh mà em đọc thôi nhưng mà hôm nay được ngồi ở đây nói chuyện với anh á em cảm thấy thiện cảm hơn rất là nhiều dạ yeah, em cảm thấy là có thể những cái cách mà anh chỉ nó thẳng nhưng mà đâu đó trong cái đó nó sẽ giúp cho em nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng nó thực tế hơn và cảm ơn anh rất là nhiều uh, cái buổi podcast ngày hôm nay em cảm thấy rất là ý nghĩa OK, cảm ơn Minh Tú. Chúc Minh Tú sẽ tiếp tục thành công với những cái podcast này và hy vọng là sẽ có season 10, season 15, season 20 để mà tiếp tục uh, chữa lành cũng như là giúp cho các bạn trẻ sẽ tìm đâu đó cho mình cái giải pháp khi mà các bạn gặp vấn đề. Khi mà mình gặp anh Tiến để mời chương trình này á, anh Tiến nói với mình một câu á, thật sự cái dự án này khi mà mình làm á, chỉ cần thay đổi được một người thôi, một cách suy nghĩ của một người thôi, nó là tất cả những gì mà Minh Tú, anh Tiến cũng như khách mời khác và ekip của Nhật Ký Ban Công mục tiêu ban đầu tụi mình muốn làm nó rất là đơn giản nhưng mà giống như là minh tú nè được nhận rất là nhiều những cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh cũng như là có cơ hội ngồi nói chuyện văn tiến thì hy vọng là các bạn cũng sẽ đón nhận những cái điều đó từ những cái ban công nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại